Cảm ơn Chúa vì ở trong Chúa mà chúng ta bận rộn, mà bận rộn cho công việc Chúa thì rất là tốt. Amen anh chị em. Đó là Chúa còn sử dụng chúng ta. Buổi tối hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh chị em đó là điều quan trọng nhất. Theo như thanh niên thì các bạn, tôi hỏi các bạn rằng là điều chi quan trọng nhất trong cuộc đời của các bạn? Chúng ta hãy trả lời một cách thành thật, theo cái suy nghĩ của mình. Điều chi quan trọng nhất ạ? Quá nhiều điều đúng không ạ? Xin mời em. Lời Chúa ạ. Ok, rồi. Cảm ơn em. Sức khỏe là quan trọng nhất. Ok. Rồi nếu không có tiền thì sự sống là quan trọng nhất. Rồi. Linh hồn quan trọng nhất. Ok. Tất cả các bạn đều trả lời đều đúng. Đó là những cái điều mà các bạn nghĩ là đúng. Nhưng buổi tối hôm nay tôi cũng chia sẻ cho các bạn có ba điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Và đó là những con người theo Chúa. Và chúng ta phải biết được ba điều này thì chúng ta sẽ có một cái định hướng cho cái cuộc đời của mình. Và chúng ta sống ở trên đời này rất là có ý nghĩa. Amen anh chị em. Đương nhiên ở trong Kinh Thánh có rất là nhiều điều chúng ta cần. Nhưng mà có ba điều mà buổi tối hôm nay tôi muốn chia sẻ cho ban thanh niên buổi tối hôm nay. Chúng xin mời tất cả chúng ta mở ra trong Roma đoạn 12. Roma đoạn 12. Xin mời bạn nào lớn tiếng lớn giọng đọc ở trong Roma đoạn 12 câu số 1 cho đến câu số 8. Xin mời Hảo. Xin mời Roma đoạn 12 câu số 1 câu số 8. Roma. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời quyền anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Amen. Amen. Rồi, cảm ơn em Hảo. Điều thứ nhất quan trọng trong cuộc đời của mỗi một chúng ta, đó là chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Amen. Chúng ta nhận biết rằng Chúa Giê-xu chính là đấng đã chết thay tội lỗi cho chúng ta. Ngài đã đổ huyết ra và Ngài đã cứu chuộc mỗi đời sống của chúng ta. Và con người là tạo vật của Đức Chúa Trời, nên con người, cái sự lựa chọn đúng đắn nhất của con người đó là tin vào đấng tạo hóa và tín thác cuộc đời của mình cho đấng tạo hóa. Và chỉ có Chúa Giê-xu là đấng có quyền thay đổi số phận của chúng ta mà thôi. Amen. Và ở đây lời của Chúa, sứ đồ Phao-lô nói rằng là: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Tại sao sứ đồ Phao-lô ông lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời anh chị em?
Ở trong Ê-phê-sô thì nói rằng là trong khi tôi và anh chị em lẽ ra phải đáng chết vì những cái lầm lỗi và tội ác của mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen của đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Và chúng ta hết thảy cũng ở trong số của những người ấy. Nhưng mà Chúa yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Đoạn 2 câu số 4, Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 4. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta là kẻ đáng chết vì tội của mình, thì Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà tôi và anh chị em được cứu. Amen. Như vậy Chúa cứu tôi và chúng ta rồi, thì đó là cái lòng thương xót và ân sủng của Chúa ở trên đời sống của mình. Lẽ ra mình phải chết trong địa ngục, lẽ ra mình phải làm nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho tội lỗi, và mình chết đời đời trong địa ngục. Nhưng mà Chúa đã thương xót mình, Chúa đã đến thế gian này, Ngài đã chết và Ngài đã cứu chúng ta. Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô khuyên rằng hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Chúng ta biết rằng là ngày xưa khi dân Israel họ dâng của lễ cho Đức Chúa Trời đó, thì cái người mà dắt con chiên đến, đặt tay trên đầu của con chiên và xưng tất cả mọi tội lỗi của mình ra, và sau đó thầy tế lễ cắt cổ con chiên, và con chiên đó đổ huyết ra và nó chết thay tội lỗi cho cái người xưng ra. Như vậy thì cái người xưng tội ra thì được tạm tha, nhưng mà con chiên đó phải được xẻ ra, lột da và xẻ ra và chất lên bàn thờ làm của lễ thiêu, và người ta châm lửa và đốt cháy hết cái con chiên đó, và mùi thơm của nó bốc lên, và Đức Chúa Trời ngửi cái mùi thơm đó và tha thứ tội lỗi cho cái người xưng ra. Như vậy khi con chiên nó cháy thì nó có còn một phần nào không anh chị em, hay là nó cháy hết à? À, của lễ thiêu có nghĩa là thiêu toàn bộ cái con chiên đó. Ngày hôm nay chúng ta là những con chiên của Đức Chúa Trời. Amen. Và Chúa muốn chúng ta là cái của lễ, thân thể mình là một cái lễ, của lễ sống và thánh, dâng lên cho Chúa, của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta là một của lễ dâng lên cho Chúa. Mà đã là của lễ thì không còn cái gì của chúng ta cả. Tất cả từ linh hồn và thân xác của chúng ta, ba phần của chúng ta dâng hết cho Chúa. Tất cả mọi quyết định của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, làm gì của chúng ta, nên nhớ rằng không thuộc về chúng ta nữa, mà thuộc đấng đã chết vì chúng ta. Amen. Chúng ta mở ra trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu số 19 đến 20. Và Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu số 18 đến 19. Xin mời một bạn đọc trước Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu số 19-20. Chúng ta có chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc đây ha. 1, 2, 3. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúa muốn thân thể của chúng ta làm sáng danh Chúa. Một chỗ khác thì sứ đồ Phao-lô nói rằng là gì? Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm việc chi vì sự vinh hiển Chúa chúng ta làm. Amen anh chị em. Như vậy thì cái vấn đề chúng ta là tuổi trẻ, chúng ta có quyền làm nhiều thứ lắm. Nhưng ở trong truyền đạo thì nói rằng chúng ta phải nhận biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ đối diện với Chúa và khai trình tất cả những việc làm của mình ra trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Như vậy Chúa muốn tuổi trẻ anh chị em là những người còn sức trẻ, và Chúa muốn chúng ta dâng tuổi thanh xuân của mình cho Chúa. Amen. Và đặc biệt là tuổi trẻ chúng ta có rất là nhiều cái sự cám dỗ về vấn đề trong hôn nhân. Cho nên mục sư khuyên tất cả những người bạn trẻ ở đây, đó là mình dâng thân thể của mình làm của lễ sống,
Của lễ mà chúng ta dâng lên cho Chúa là của lễ sống. Ngày xưa dân Israel họ dâng cái của lễ đó là cái của lễ con chiên, nó phải chết. Nhưng hôm nay tôi và anh chị em dâng cái của lễ sống. Đó là của lễ biết đi, biết nói, biết làm để phục vụ Đức Chúa Trời. Amen à. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta phải ý thức được rằng là anh em há chẳng biết rằng thân thể của mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Hãy quay qua người bên cạnh mình nói rằng: bạn ơi, thân thể của bạn là đền thờ của Chúa đang ngự. Amen à. Như vậy thì thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa ngự, thì anh chị em cần phải, các bạn cần phải kính sợ Chúa và giữ cho thân thể của mình được thánh sạch. Đặc biệt là tuổi trẻ chúng ta dễ bị cám dỗ về vấn đề tình cảm. Khi mà đến mục sư làm lễ, mục sư hỏi rằng là: các em có ăn ngủ trước chưa? Thì chắc chắn có nhiều người nói rằng dạ chưa. Nhưng mà dù cho chúng ta, ông mục sư không biết, đúng không ạ? Người bên cạnh không biết, nhưng mà Chúa biết. Amen. Chúa biết. Và nếu Chúa biết á, ngày hôm nay á, chúng ta nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Mình hạ mình xuống ăn năn giống như David vậy đó. Amen. Và xin Chúa cho chúng ta có một cái đời sống biết ăn năn với Chúa nếu chúng ta làm lỗi. Và nếu chúng ta chưa làm lỗi thì đó là điều phước hạnh cho quý ông bà anh chị em. Amen. Cho các bạn, hãy giữ thân thể của mình, bởi vì thân thể của mình là đền thờ của Chúa đang ngự. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong thân thể của chúng ta. Và Chúa nói rằng tội gì chúng ta phạm nó chỉ ở là bên ngoài, nhưng mà ai xúc phạm đến đền thờ của Chúa thì Chúa phá hủy người đó, vì chúng ta phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta, người đời nói có câu là: nếu mà bạn yếu thì đừng có ra gió. Và nếu mà chúng ta không đủ mạnh như Joseph thì hãy bỏ chạy trước đi. Cho nên ngày xưa tôi nói rằng học cái thế võ gì á, là cái thế võ hay nhất đó là hạ bộ xuống xách dép chạy. Cho nên á, là đừng có coi thường. Có nhiều người nói rằng là: mục sư ơi, con mạnh lắm, con chở cho hoang thu gì con. Ai tưởng mình đứng coi chừng kẻo ngã. Đúng không ạ? Nam nữ mà chở nhau đi nhiều lần cũng rất là nguy hiểm. Tôi không gọi là lửa gần rơm mà gọi là lửa gần xăng thơm. Rất là dễ bốc cháy. Cho nên hãy cẩn thận. Hãy nhờ cậy Chúa. Các bạn thanh niên, không phải là một tuần đọc một lần đâu, nhưng mà tôi khích lệ bạn là 7 ngày đọc 7 lần. Và nếu ai mà đẹp trai đẹp gái mà có tài là một ngày đọc 7 lần bài cầu nguyện chung nữa kìa. Amen. Xin Chúa cứu con thoát khỏi sự cám dỗ và ban cho con thắng mọi điều ác. Chúa ơi, con không có đủ sức để kháng cự lại cám dỗ, nhưng mà xin Chúa nắm tay của con, dẫn dắt con và giúp đỡ con. Amen. Để con có thể thắng được những sự cám dỗ. Để rồi con dâng thân thể của con làm đền thờ của Chúa. Tuyệt vời lắm anh chị em ơi, nếu mà mình giữ được thân thể mình cho đến ngày mà khi mà chúng ta đứng trước hội thánh của Chúa làm lễ, đó là một phước hạnh cho mỗi đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ mỉm cười và Chúa sẽ vinh hiển trên đời sống của anh chị em. Amen. Một khi mà chúng ta vi phạm và chúng ta không ăn năn, chúng ta mở cửa cho ma quỷ nó đi vào và nó sẽ phá hủy cuộc đời của chúng ta. Amen. Đúng không ạ? Cho nên rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Ngạn ngữ Ba Lan có nói rằng là con kiến đen ở trong hòn đá đen, nó bò giữa đêm tối đen. Không ai thấy nhưng mà có Chúa thấy. Cho nên ở trong Thi Thiên 139 nói rằng là gì ạ? Chúa biết tôi lúc tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, và từ đằng xa Chúa biết ý tưởng của tôi. Dù tôi lấy cánh hừng đông mà bay qua bờ biển bên kia thì cũng có Chúa ở tại đó. Không chạy đường trời nào cho khỏi thoát các bạn ơi. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa là đấng toàn tại ở khắp mọi nơi. Vì vậy cho nên chúng ta hãy kính sợ Chúa và chúng ta dâng hiến đời sống của mình để làm vinh hiển danh Chúa. Và điều thứ hai mà chúng ta cần phải biết đó là ở trong Roma nói gì dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh chị em. Cái sự thờ phượng phải lẽ này
Không phải là chúng ta dâng cho Chúa nhiều tiền, không phải là chúng ta có thể là có nhiều tài năng để chúng ta dâng cho Chúa, nhưng mà sự thờ phượng phải lẽ, điều đầu tiên đó là anh chị em cần phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Đó là điều chúng ta cần phải nhận biết. Amen anh chị em. Alleluia. Và điều thứ hai nữa chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta thay đổi tâm trí. Cái từ ăn năn á, thì thường thường á mình cứ nghĩ là mình ăn năn là mình xưng tội đúng không ạ? Chúa ơi, ngày hôm nay con phạm tội này, tội này, tội này, xin Chúa tha tội cho con. Nhưng ngày hôm mai, ngày mai chúng ta thấy mình vẫn còn phạm tội và không đắc thắng được tội lỗi. Nhưng cái từ mà ăn năn mà theo nguyên nghĩa đó là thay đổi tâm trí. Có nhiều người ngày hôm nay á, là họ là chính vì cái việc mà họ không thay đổi tâm trí nên họ cứ làm những cái điều xác thịt, họ làm theo đời này. Và lời Chúa nói rằng đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa, hay còn gọi là đổi mới tâm trí, để biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Chúa là thế nào. Amen. Đổi mới tâm trí đó là ý nghĩa của sự ăn năn. Và nếu một người không thay đổi tâm trí thì dầu anh chị em có bao nhiêu giáo sĩ đuổi quỷ nó cũng vẫn như cũ thôi, không có gì xảy ra. Nếu tâm trí này cứ suy nghĩ những cái chuyện bậy bạ của thế gian, tâm trí này cứ nghĩ những cái điều tiêu cực, thì chúng ta đang mở cửa cho ma quỷ nó tấn công chúng ta. Nhưng nếu cơ đốc nhân mà đổi mới tâm trí, như vậy bây giờ đổi mới tâm trí bằng cách nào? Anh chị em biết rằng trong Giô-sê đoạn 1 câu 8 chúng ta thuộc, bao nhiêu người thuộc Giô-sê đoạn 1 câu 8 ạ? Rồi chúng ta cùng nhau đọc. 1, 2, 3. Quyển sách luật pháp này ước ra khỏi miệng người, hãy suy gẫm. Vì như vậy ngươi mới được phước và may mắn trong con đường mình. Một cái bản dịch mới thì nói rằng là gì? Khi mà chúng ta suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo. Suy gẫm mà phải cẩn thận làm theo nha anh chị em. Bởi vì có nhiều người đọc kinh thánh là giống như cưỡi ngựa xem hoa. Đoạn văn thủ nghĩa, thấy cái câu nào mà nó phù hợp với lối sống của mình là bóc cái câu đó ra và nói rằng ô tôi thích cái câu này, và giải nghĩa theo cái lối suy nghĩ của mình. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là kinh thánh chúng ta cần phải suy gẫm, nghiền ngẫm và cẩn thận làm theo những điều đã chép. Như vậy ngươi mới được thành công và thịnh vượng. Trong một cái bản dịch khác nữa thì nói rằng như vậy con mới được khôn ngoan trong mọi đường lối của mình. Thưa anh chị em, lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự khôn ngoan để chúng ta có thể lựa chọn cho cuộc đời của mình, cho người yêu của mình. Amen. Rồi lời của Chúa dạy chúng ta về vấn đề kinh tế cũng có trong này. Lời của Chúa dạy cho chúng ta về hôn nhân. Lời của Chúa dạy cho chúng ta về cách đối với Chúa và đối với con người như thế nào. Dạy mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Amen. Và đó là lý do tại sao mà tôi nhấn mạnh cái chỗ rằng là anh chị em cần phải thay đổi tâm trí. Và khi mà một người thay đổi tâm trí, vì tâm trí là cái đồn lũy, là cái bãi chiến trường, là cái nơi mà ma quỷ nó tấn công nơi đó. Và nếu tâm trí của chúng ta tuyệt vọng và chúng ta tiêu cực thì đó là một cái nơi mà ma quỷ nó sẽ tàn sát và nó sẽ giết chết cuộc đời của chúng ta. Nên cái cánh cửa lớn nhất tôi khích lệ các bạn đó là gì? Hãy đóng cái cánh cửa tâm trí của mình và thay đổi suy nghĩ của mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Bằng lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Esai 26 câu số 3, lời Chúa nói là người nào để trí của mình nương dựa nơi Chúa thì người sẽ được bình an và trọn vẹn. Được sống bình an và trọn vẹn. Amen anh chị em. Tâm trí của mình nương dựa nơi lời của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta, người công bình sống bởi đức tin, chúng ta tin vào lời của Chúa, tâm trí của mình nương dựa nơi lời của Chúa, thì đó là một cái thành trì chắc chắn giúp cho chúng ta đắc thắng tất cả mọi tấn công, mọi mũi tên của ma quỷ. Amen.
Hãy quay qua người bên cạnh mình nói rằng hãy thay đổi tâm trí bạn ơi. Amen. Thay đổi tâm trí. Hallelujah. Ở trong Philip đoạn 4 câu số 8, xin mời tất cả chúng ta mở ra Philip đoạn 4 câu số 8. Rút lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tán tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Thì anh em phải suy nghĩ đến. Nếu một người có một cách được đổi mới tâm trí và suy nghĩ những điều mà Chúa dạy dỗ mình, suy gẫm, nghiền ngẫm những gì Chúa dạy mình, thì chắc chắn rằng người đó sẽ được thành công và thịnh vượng trong cái con đường của mình đi theo Chúa. Đó là điều quan trọng nhất. Qua phần thứ hai, qua phần thứ ba cũng không kém về quan trọng, đó là chúng ta mở ra ở trong Roma đoạn 12 từ câu số 3 trở đi. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em rằng chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Cái tâm tình tầm thường hay được gọi là cái lượng đức tin mà chúng ta đang có, chúng ta đừng có ước ao cao sang gọi là quá lẻ. Ước ao quá lẻ là ước ao như thế nào ạ? Ở nhiều người có 2 điểm mà muốn cưới vợ 10 điểm. Đúng không ạ? Nhiều người chưa đức tin chưa lên, chưa vượt qua cái ngưỡng cửa trung bình mà muốn có người vợ ở trong cái top là những người kính sợ Chúa, những người nữ tài đức vậy đó. Giống như cái cô đó, giống như vợ của ông mục sư đó. Thưa anh chị em, người đời nói có câu là nồi nào dung đó, đúng không ạ? Như vậy thì bây giờ mình muốn cưới một cái người tin kính Chúa mà Đức Chúa Trời có thể gả con gái của Ngài cho chúng ta đó, thì chúng ta cần phải có một cái, chúng ta cần phải tăng trưởng cái đức tin của mình. Mình trau dồi cái phẩm hạnh của mình, đúng không ạ? Mình nâng cấp cái đức tin của mình lên mỗi ngày. Mình sống đời sống kính sợ Chúa thì chắc chắn rằng là Chúa sẽ đem cái người bạn đời hay là cái người mà Chúa đã sắm sẵn đến cho mình là cái người tin kính Chúa. Amen ạ. Có nhiều người họ giống như họ sống ảo anh chị em. Sống ảo có nghĩa rằng là họ không biết mình là ai. Họ ăn rồi ngồi đó ước mà họ mơ mộng mà không làm gì cả. Ăn rồi cứ đi công bố tôi là người giàu có mà làm biếng quá chừng luôn. Đi làm thì thôi chứ thay đổi nghề liên tục thôi. Hết công ty này rồi cứ nghĩ rằng là người ta khó khăn với mình, chứ không biết rằng cái nan đề là nằm ở mình. Vậy cho nên cái vấn đề mà biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, điều đó quan trọng. Biết mình. Vậy nhờ ơn ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, nhờ chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng mà phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như là một thân, chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là người, nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được ơn kêu gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào trong chức vụ. Ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh vác việc khuyên bảo hãy khuyên bảo. Ai bố thí hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm. Như vậy mỗi người trong chúng ta được Chúa kêu gọi. Chúa kêu gọi. Nên chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn hay là một cái sự nhận biết đúng theo ý Chúa muốn mình làm cái gì. Đừng có ngồi đó mà ước thành ông này ông kia, đúng không? Chúng ta có quyền ước mơ, nhưng mà chúng ta
đừng có rập khuôn để trở thành giống người này người kia. Thưa anh chị em, mỗi người trong chúng ta đều có cái sự ban cho. Chúng ta cùng chung một Đức Thánh Linh nhưng mà có sự ban cho khác nhau, đúng không ạ? À? Tất cả chúng ta là chi thể của một thân thể, nhưng mà mỗi chi thể đều có cái việc làm của nó. Ở đây chúng ta đã đọc ra, chúng ta thấy rất là rõ ràng, đúng không ạ? À? Ai được gọi đến làm chức vụ thì hãy buộc mình vào trong chức vụ. Như tôi đây, tôi buộc mình vào trong chức vụ. Nhiều lần tôi đi làm kinh tế mà không thành, anh chị em ơi. Có những cái công ty tôi làm mà tôi làm, phải nói rằng là không phải là mình là cái người mà mình dễ bỏ cuộc đâu. Hai vợ chồng tôi làm, có nghĩa rằng là chúng ta, tôi làm sống chết cả năm luôn, làm tận hiến, làm hết mình luôn. Và nhưng mà sau cũng có một chút thành công, nhưng mà rồi nhìn lại thấy Chúa không có đẹp lòng, thấy trong tâm linh của mình nó trống không, và công việc Chúa thì không có kết quả. Vì vậy cho nên là Thánh Linh của Chúa cáo trách lòng phải trở lại để buộc mình vào trong chức vụ, anh chị em. Và có những vui lắm, có những nơi chúng tôi đến, cái có em này nói rằng là mục sư ơi, mục sư đừng có đi làm, mục sư mà làm là ở đây nó cháy máy hết á. Kêu em đừng có nói vậy, mục sư chỉ phụ cô thôi chứ mục sư không có làm. Và lúc đó tôi chở cô đi đến một cái công ty đó phụ, và không ngờ là tôi đi làm ngày lần thứ ba là nguyên cái dãy công ty đó nó cháy máy hết trơn luôn. Wow. Rồi cô đào làm suốt một tháng không lấy được một đồng tiền lương nào tới bây giờ luôn. Và khi chúng tôi đi làm kinh tế thì nợ, mà khi tôi trở về hầu việc Đức Chúa Trời, buộc mình vào trong chức vụ, chúng tôi cầm cày mà chúng tôi không còn quay lại đằng sau nữa, thì lúc bây giờ công việc Chúa phát triển và sự chu cấp siêu nhiên của Đức Chúa Trời đến trên chức vụ của chúng tôi. Và chúng tôi còn dư dật nữa để làm nhiều việc lành khác nữa. Mà khi đi bỏ chức vụ đi làm kinh tế là bắt đầu phá sản luôn, nợ. Anh chị em thấy không? Cho nên lời của Chúa nói rằng là gì? Nếu mà mình được kêu gọi vào trong chức vụ thì hãy buộc mình vào trong chức vụ. Nếu Chúa kêu gọi một ai đó hầu việc Chúa thì cầu nguyện. Mới ban đầu mình chưa có bài chiên hay là mình chưa có một cái sự trợ cấp nào đó thì mình vừa làm vừa hầu việc Chúa, vừa máy trại vừa hầu việc Chúa tập tành. Và từng bước như vậy, vừa làm vừa hầu việc Chúa. Nhưng mà sau này có bài chiên và công việc Chúa nhiều, chúng ta sẽ tận hiến nhiều thời gian hơn. Đó là cái sự kêu gọi đặc biệt của Chúa cho những người nào được Chúa kêu gọi để hầu việc Ngài. Ai gánh việc khuyên bảo thì hãy khuyên bảo, ai bố thí thì hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Bố thí, mình không có tiền sao bố thí được, phải không ạ? Như vậy là cái người này được ơn làm business, kinh doanh, đúng không ạ? Như vậy kinh doanh thì bây giờ mình phải làm gì ạ? Mình phải đầu tư, mình phải đi học, mình phải có gọi là hiểu biết về vấn đề trong cái lĩnh vực làm. Amen. Ví dụ như bây giờ tôi muốn làm thầu xây dựng, tôi phải biết về xây dựng. Mà tôi không biết một chút xây dựng gì mà bạn bè rủ tôi, mày, ta thấy bây giờ xây dựng cũng hay lắm, mày muốn khổ phần không vô đấy? Mình khổ phần vô, cuối cùng chẳng biết gì cả. Rồi cái lĩnh vực mà mình không biết thì người ta sẽ qua mặt mình, và mình không thành công trong cái lĩnh vực đó, đúng không ạ? Cho nên anh chị em ơi, mình phải có tư duy về cái lĩnh vực mà mình muốn làm, cái nghề đó. Tôi làm mục sư, tôi phải đi học. Tôi phải học và tôi phải có một cái sự đầu tư thời gian và công sức của tôi vào trong lời của Đức Chúa Trời, để tôi có lẽ thật của Chúa, để nuôi dưỡng bài chiên của Chúa và tôi đi hầu việc Ngài. Amen anh chị em. Cái sự trang bị cần thiết ở trên vấn đề hầu việc Chúa. Còn cái người mà đi làm kinh tế thì phải có tư duy trong cái vấn đề và phải có tầm nhìn. Tại sao tôi chọn cái nghề đó? Tại sao tôi phải làm? Và tôi làm cái đó để đem đến cái ích lợi gì? Và tôi có hiểu biết về trong cái lĩnh vực của cái nghề mà tôi làm hay không? Còn nếu mà không biết là tôi nói anh chị em giống như bác sĩ, là rất là nhiều người liều mạng mở tiệm ra mà không biết gì cả, cuối cùng phá sản, cái nói ý Chúa được nên hallelujah. Tôi nói về thiên đàng vui lắm, Chúa mà Chúa xử là nhiều cái là Chúa nói cái này do con thiếu hiểu biết, dân ta bị diệt mất vì thiếu sự thông biết, mà mày dám mày đổ thừa ý Chúa được nên hả con?
Kêu ý Chúa được nên là khỏi cần suy nghĩ gì, mà cũng không ai xét đoán mình luôn. Tự nhiên ý Chúa mà ai dám nói Chúa không. Cho nên cái gì mà không hiểu đổ thừa cho Chúa là chắc ăn. Nhưng mà thưa anh chị em, tôi đã từng chia sẻ cho anh chị em về cái có ba cái sự đau khổ đó. Chúng ta cần phải nhận biết cái đau khổ nào là đau khổ chúng ta khổ cho Chúa, mà cái đau khổ nào là chúng ta tự gây ra, và cái đau khổ nào là từ ma quỷ đem đến. Ba cái điều này khi mà chúng ta nhận biết thì chúng ta sẽ có một cái thái độ hay là một cái cách ứng xử đúng đắn. Amen không chị em? Còn nếu mà mình không biết thì bao nhiêu mình cũng đổ thừa cho Chúa. Dân ta bị diệt mất vì thiếu sự thông biết. Cho nên chúng ta có một cái tầm nhìn hay là cái sự nhận biết ý muốn của Chúa trên đời sống của mình, đó là cực kỳ quan trọng. Amen không ạ? Và ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị. Cái từ cai trị ở đây có nghĩa là lãnh đạo. Amen. Nếu mà chúng ta lãnh đạo thì chúng ta phải là leader, là chúng ta cần phải có một cái tư duy, hay là chúng ta phải học biết, chúng ta phải trau dồi để mà chúng ta có thể điều hành ở trong một cái công ty nào đó, một cái công việc nào đó. Amen không ạ? Còn không thì tôi nói anh chị em, chúng ta làm những cái lĩnh vực mà chúng ta không biết, không đi theo cái lượng đức tin hay là cái khả năng của mình đang có, mà chúng ta liều mạng. Chúa nói ai theo ta phải liều mình mà mình liều mạng, là coi chừng. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Ai theo ta phải liều mình vác thập tự giá, mà bây giờ tôi thấy toàn liều mạng không à. Liều mạng không á, rồi cuối cùng nó hư bột hư đường, cái nói ý cha được nên chắc Chúa muốn vậy á, thôi con cảm ơn Chúa. Ha. Ví dụ như bây giờ tôi không biết hớt tóc, hay là cái tay nghề của tôi hớt tóc nó yếu quá, tôi ra tôi mở một cái tiệm rất là lớn, rồi tôi kêu 5-7 thợ về, à tôi kêu một rồi bắt đầu tôi làm rất là hoành tráng và đầu tư tiền bạc rất là nhiều. Ví dụ như tôi đi vay ngân hàng 100 triệu để đầu tư, và cái 100 triệu đó mà mỗi tháng ví dụ như tôi phải trả 10 triệu, rồi cộng mặt bằng 20 triệu nữa là 30 triệu, trả lương nhân viên nữa là 50 triệu. Và nếu như mà 3 tháng đầu mà mình bị ế là mình đã bị âm 150 triệu rồi. Vậy trong túi của mình khi mở 100 triệu thì mình còn bao nhiêu triệu để mình chuẩn bị mình trả lương cho nhân viên? Và nếu không có một cái quỹ dự trù đó là mình sẽ phá sản ngay cái lúc 3 tháng đầu. Đúng không ạ? Thường thường 3 tháng đầu là mình phải biết rằng là mình đang làm quen với khách, và khách cũng không biết cái shop của mình là làm ăn như thế nào. Người ta chưa biết tay nghề của mình ra sao. Thì mình phải nhận biết rằng là mình sẵn sàng chịu lỗ 3 tháng, và mình có tiền để mình bù vô cái 3 tháng đó hay không. Cho nên mình cần phải cân đo đong đếm. Đúng không anh chị em? Bởi vì lời Chúa nói rằng mà khi chúng ta xây một cái thành, chúng ta ngồi đó phải tính phí tổn. Còn không thì khi chúng ta xây dở dang thì người ta đi qua, người ta chê cười. Đó là điều mà Chúa cũng dạy cho tôi và anh chị em kinh doanh đó. Đúng không ạ? Và khi vào chiếm một cái xứ thì Môi-se sai 12 thám tử, đúng không ạ? Amen. Để làm gì ạ? Chúa là Đức Chúa Trời mạnh, gọi là Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài muốn đánh cái thành nào thì chỉ cần Ngài sai và Ngài ở cùng thì Ngài chiến thắng. Chứ tại sao mà Ngài gửi các thám tử vào để làm gì? Cho nên Chúa có kế hoạch của ông bà anh chị. Amen. Các bạn ơi, Chúa có kế hoạch. Chúa có một cái Chúa muốn tôi và anh chị em là chuẩn bị để thành công. Amen không ạ? Cho nên các bạn trẻ ơi, hãy cố gắng và xin Chúa giúp cho chúng ta nhận biết, có một cái tầm nhìn để rồi nhận biết chính mình, và đặt để mình đúng trong cái vị trí đó thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Và khi mà chúng ta biết Chúa muốn mình làm đó rồi, thì dẫu mình chưa thành công thì mình cũng cố gắng, và chắc chắn rằng là Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta, Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta vượt qua những cái sự khó khăn để chúng ta đến cái chỗ thành công. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa. Chắc có lẽ là hết giờ rồi, cho nên đó là điều mà tôi muốn tâm tình với thanh niên tại nơi đây. Có 3 điều. Thứ nhất là dâng thân thể của mình, amen không ạ, cho Chúa. Thứ hai nữa là thay đổi tâm trí. Thứ ba là tầm nhìn nhận biết Chúa muốn mình làm cái gì. Amen không ạ?
Đừng nói rằng là tôi là phải giống một sư sĩ hay là cô đào. David mà mặc đồ của Saul là tôi nói anh chị em thất bại, đúng không ạ? Rộng lắm. Cho nên đó là một sư sĩ là một sư sĩ. Điều anh chị em học hỏi nó một sư sĩ hay là một sư bụ, đó là cái gương của cái sự nhiệt huyết ở trong cái công việc. Nhưng quan trọng là Chúa muốn anh chị em làm cái gì. Amen không ạ? Amen. Nếu anh chị em ước ao hầu việc Chúa, điều đó là một điều tốt. Nhưng quan trọng là Chúa có chọn mình hay không. Amen không ạ? Thời gian bước đi với Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện và Thánh Linh của Chúa sẽ hành động trên đời sống của các bạn, để rồi Chúa các bạn sẽ chọn lựa đi đúng đường, đi đúng đường, chọn đúng công việc, thì chắc chắn rằng là Chúa sẽ sức dầu ban ơn cho chúng ta, để chúng ta được kết quả cho Chúa và danh của Ngài được vinh hiển. Amen. Xin Chúa ban phước cho các bạn trẻ ở tại nơi đây. Shalom, bình an. We'll be right back.